Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop của mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cặp loa có model là Bose 4.2 Series 2. Đây là dòng loa cao cấp đến từ Mỹ nghe các bạn. Như các bạn đã biết, những thương hiệu loa Bose ở thị trường Việt Nam từ 101 tới 901 rất được các anh em audio đánh giá rất cao về chất âm. Các bạn có thể mua về vừa nghe nhạc, vừa có thể sử dụng hát karaoke trong không gian gia đình, rất tốt. Dòng Bose 4.2 Series 2 mình về tình trạng còn nguyên zin nguyên bản và rất đẹp. Đó, thùng vách vuông vức không chảy xước, không cứng móp. Lưới e căng của nó là sẽ có một logo vàng nha các bạn. Đó. Nó đặc biệt là với kích thước cũng như tương đồng những dòng Bose 301 Series 3. Đó là chiều ngang, nếu các bạn để nằm ngang, chiều ngang là 43 cm, cao 27 cm và hầu sâu là 23,5 cm, và mỗi loa nặng 7,1 kg. Nó khác với dòng Bose 301 Series 3, chứ là lưới dây căng của nó khúc này phía mặt trước nó hình tròn nha các bạn. Còn cái dòng Bose 301 Series 3 đó thì đặc trưng của nó là lưới của nó hình chữ nhật nha các bạn. Còn tất cả các tuyến loa đều tương đồng nhau nha các bạn, với cấu tạo là ba quay ba đường tiếng nha các bạn, và một bát 20 cm, đó mạng giấy còn nguyên zin rất đẹp nha các bạn. Và hai trép đường kính 7,6 cm, nó nằm đa hướng nha các bạn, nó quay về phía trước. Cái Bose 301 Series 3 thì trép của nó là sẽ quay một cái trép mặt trước và một mặt sau, còn 4.2 Series 2 thì sẽ hai trép đều quay về hướng trước. Nó hơi xéo, nó nhằm tán âm ra không gian rộng và âm trường rất là rộng nha các bạn. Bạn nào có phòng diện tích từ 25m² đổ lại, các bạn mua cái con Bose 4.2 Series 2 này về nghe đều hay, trưng bày đẹp nha các bạn. Và phù hợp với những phòng có diện tích từ 25m² đổ lại. Dòng này được sản xuất vào năm 1989, kéo dài cho tới năm 1994. Dòng Bose 4.2 Series 2 thì chất âm là tiếng bass rất chắc gọn, tiếng mid treble sáng chi tiết rõ ràng nghe các bạn. Hai loa là tình trạng là còn rất mới, các bạn nhìn nè, không có điểm chê luôn á. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng, bên cạnh đó các bạn thể chơi những dòng nhạc trẻ non top remix đều thiện rất tốt nha các bạn. Ở dưới đây nó có một lỗ thông hơi các bạn. Rồi sau đây mình quay mặt sau cho các bạn xem luôn. Thùng vách vuông vức không chảy xước, không gân móp nha các bạn, rất đẹp. Đó, các bạn nhìn tổng thể hai loa nè, không có điểm chê, không có gì các bạn ha, rất đẹp luôn các bạn. Ở đây các bạn nhìn vào sẽ thấy một cái tem ha, 4.2 Series 2, công suất định danh là 75W mà công suất chịu tải là có thể lên 150W ha, trợ kháng 8 ohm. Đó, số series là 229. Dòng này made in Mexico nghe các bạn, đây các bạn. Ở đây cọc loa của nó, các bạn có thể dắt chuối là rút dây, các bạn ứng vào đưa vào. Nó khác với 31 Series 3 là cọc loa của nó nằm ngang, thì này nằm thẳng đứng nghe các bạn. 4.2 nằm đứng. Bên này cũng vậy nghe các bạn. Cũng đẹp như nhau. Số series là 229, trùng cặp trùng số series left right nghe các bạn, rất đẹp. Thùng vách loa mình về là còn vuông vức rất đẹp các bạn. Mình xoay cho bạn xem luôn. Không có điểm chê các bạn ha, đều rất đều màu. Đó, các bạn nhìn nè, rất đẹp. Dòng này các bạn nào có không gian chật hẹp thì các bạn sẽ có thể để thẳng đứng như mình nghe các bạn. Còn bạn nào có không gian rộng thì các bạn có thể cho nằm ngang. Các bạn có thể bỏ trên kệ bục hoặc là các bạn có thể treo trên tường. Cũng nhìn rất bắt mắt, rất sang trọng nghe các bạn. Sau đây mời các bạn nghe thử một đoạn thưởng thức về chữ âm cặp Bose 4.2 Series 2. Bằng nơi đâu vắng vặt.
Rồi, rất cảm ơn các bạn lắng nghe một đoạn nhạc ngắn. Mình xin thông báo đến các bạn cặp loa có model là Bose 4.2 Series 2 mình về tình trạng còn nguyên zin và rất đẹp nha các bạn. Đó, máy loa mình bán ra mình cũng bảo hành 3 tháng và cam kết nguyên zin nên các bạn an tâm mua về ngay trưng bày sử dụng. Với giá rất tốt chỉ là 15 triệu đồng. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Dòng loa Bose 4.2 Series 2 rất là dễ ghép amply nghe các bạn. Các bạn chỉ cần một dòng amply đờ nông hoặc là những dòng amply Nhật, Mỹ, châu Âu, amply Hàn Quốc, Việt Nam, Jawa hoặc là California Button Audio hoặc là những cái cục vang cũng đẩy công suất tầm 200W trở lên là đánh rất tốt nha các bạn. Các bạn có thể mua về vừa nghe nhạc vừa có thể sử dụng kết hợp hát karaoke trong không gian gia đình rất tốt. Diện tích phòng từ 25m2 đổ lại đánh tương đối rất tốt. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe và mong các bạn hãy đăng ký kênh mình để cập nhật những sản phẩm mình đang bán mỗi ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.